Tuy nhiên đó các anh chị, cứ sau mỗi một đợt mà Lý nhịn đói thì Lý lại khỏe hơn, da dẻ mình hồng hào hơn, làm việc tập trung hơn, cơ thể của mình nó năng lượng hơn, mình đọc sách đọc vở nó cũng vào hơn. Xin chào mọi người, mình là Thiên Lý, chuyên về bên lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe toàn diện. Hiện tại thì Lý đã có gần 3 năm nghiên cứu và tìm hiểu về những phương pháp chăm sóc sức khỏe tự nhiên cũng như là ứng dụng trên chính bản thân của mình, đã có được rất là nhiều những kết quả và Lý đã hỗ trợ cho gần 10.000 khách hàng của mình cùng thực hiện những cái phương pháp chăm sóc sức khỏe tự nhiên và có được rất là nhiều những cái kết quả tích cực. Đã rất là nhiều những anh chị cải thiện được cái tình trạng sức khỏe của mình và đã đỡ đi được rất là nhiều bệnh tật mà không cần phải tốn một viên thuốc tây nào cả. Tại sao Lý lại thường xuyên nhịn đói? Có thể khi mà nghe cái đề tài này hay là khi nghe đến đây, các anh chị sẽ cảm thấy tò mò, đúng không ạ? Cũng có những các anh chị thì cảm thấy rất là lạ, và đặc biệt là đối với Lý, bởi vì Lý thường xuyên chia sẻ cho các anh chị về cái ăn uống, về cái dinh dưỡng, đúng không ạ? Dinh dưỡng là một trong những cái mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mình. Cũng có những các anh chị thì khi mà nghe đến đây thì có thể đã phản ứng ngay lại với cái điều này rồi, đã không có ủng hộ rồi. Tuy nhiên đó các anh chị, cứ sau mỗi một đợt mà Lý nhịn đói thì Lý lại khỏe hơn, da dẻ mình hồng hào hơn, làm việc tập trung hơn, cơ thể của mình nó năng lượng hơn, mình đọc sách đọc vở nó cũng vào hơn. Thì mình nhịn đói ở đây không phải là mình nhịn đói để giảm cân đâu các anh chị, mà cũng không phải là mình thích thì mình nhịn mà nó có bài bản đồng hoàng. Cái nhịn đói của Lý ở đây các anh chị là mình thực hiện theo cái phương pháp nhịn đói của bác sĩ Hiromi Shinza, tác giả của bộ sách Nhân tố Enzyme, bán chạy hàng đầu trên thế giới. Và bác sĩ Hiromi Shinza đấy các anh chị, thì mọi người có thể lên trên Google để tìm hiểu bác sĩ là ai. Bác sĩ Hiromi Shinza thì đã có rất là nhiều những cái thành tựu trong cái công việc của mình, và bác sĩ là một trong những người mà đã nghiên cứu ra cái phương pháp mổ nội soi đầu tiên trên thế giới. Và bác sĩ Hiromi Shinza đấy các anh chị đã chia sẻ rất là nhiều những cái phương pháp chăm sóc sức khỏe ở trong này, phương pháp chăm sóc sức khỏe tự nhiên. Thì Lý có áp dụng một cái phương pháp của bác sĩ, đó chính là cái phương pháp có tên của bác sĩ luôn là phương pháp nhịn đói Shinza. Nhịn đói Shinza là như thế nào? Có nghĩa là một tuần mình sẽ chọn ra một ngày và mình sẽ nhịn đói hoàn toàn trong một ngày đó, để mà mình sẽ không có ăn gì cả, mình sẽ chỉ có uống nước lọc hoặc là mình uống nước kiềm thôi. Và rất là tuyệt vời đó là khi mà cứ Lý chia sẻ với các anh chị, cứ sau một đợt mà Lý nhịn ăn như vậy, lúc cứ sau một tuần mình chọn ra một ngày mình nhịn ăn như vậy thì ôi người mình khỏe hơn rất là nhiều. Trời ơi, mình cảm thấy người mình nó nhẹ hẳn đi luôn các anh chị, nó nhẹ bẫng đi luôn, da thì nó hồng hào hơn. Và khi mà Lý chia sẻ điều này cho khách hàng của mình ấy, rất là nhiều chị là đã cảm thấy khỏe hơn, nẻ da thì mờ nám đi cứ sau mà nhịn ăn vài đợt như thế. Thì cái phương pháp này nó sẽ có hai cái lợi ích lớn. Cái lợi ích đầu tiên đó chính là mình sẽ giúp cho cái cơ thể của mình, giúp cho cái dạ dày của mình, đường ruột của mình, cơ quan nội tạng và từng tế bào trong cơ thể của mình có ngày nghỉ. Có phải là các anh chị đi làm việc mình sẽ có ngày nghỉ đúng không ạ? Một tuần các anh chị có thể nghỉ một ngày, hoặc ít ra một tháng các anh chị cũng sẽ có một vài ngày nghỉ ngơi để mà mình nạp lại năng lượng. Cứ sau mỗi một tuần mình làm việc rất là căng thẳng thì các anh chị sẽ có một ngày nghỉ, mình nghỉ ngơi lại, và đầu tuần các anh chị sẽ làm việc nó năng lượng hơn, mình reset lại từ đầu, thì cơ quan nội tạng, đường ruột, tế bào của mình nó cũng cần điều đó các anh chị. Và đặc biệt là cái dạ dày của mình nó phải làm việc một cách xuyên suốt. Một ngày chúng ta sẽ ăn 3 bữa, bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, còn có những người thì còn ăn nhiều hơn đúng không ạ? Và thậm chí là buổi tối chúng ta đi ngủ thì dạ dày của mình nó cũng làm việc các anh chị, và nó cứ phải làm việc một cách liên tục như vậy. Thì chắc chắn là khi mà mình đưa thức ăn vào thì nó không thể không làm đúng không ạ? Nhưng nếu như mà chúng ta không có cho nó một cái ngày nghỉ ngơi thì cái hiệu suất làm việc của nó sẽ không được tốt. Vậy nên là một tuần Lý sẽ chọn ra một ngày mình không có đưa thức ăn vào, mình để cho cái dạ dày, cho những cái cơ quan, cho cái tế bào của mình nó được nghỉ ngơi. Thì đó là cái lợi ích đầu tiên mà rất là tuyệt vời của cái phương pháp nhịn đói Shinza này mang lại. Và cái lợi ích thứ hai, cái lợi ích chính của cái phương pháp này đó là sẽ giúp cho cơ thể của mình thải độc, cũng như là từng tế bào của mình thải độc, nghĩa là thải độc ở cấp độ tế bào các anh chị. Trời ơi, rất là tuyệt vời, đây là một trong những cái phương pháp thải độc cực kỳ là hữu hiệu mà các anh chị đâu có phải tốn tiền gì đâu luôn. Nhịn đói thì đâu có phải làm cái gì đâu. Thải độc là sao? Có nghĩa là khi mà trong cơ thể của mình các anh chị, đường ruột của mình, khi mà mình ăn uống vào thì nó sẽ ưu tiên để nó phân giải thức ăn đúng không ạ? Ví dụ như thức ăn đó nó chưa được nghiền nát hoàn toàn này thì nó sẽ nghiền nát ra, hay là những cái chuỗi protein nó đang rất là dài, cơ thể chưa hấp thu được thì nó sẽ phải phân tách cái chuỗi protein đó ra.
thì nó sẽ luôn ưu tiên cho cái việc mà hàng ngày chúng ta ăn uống, nó sẽ phân giải, nó sẽ xử lý xong cái thức ăn đó thì nó mới bắt đầu là đi đến cái việc mà làm thải độc cho cơ thể của mình hay là tăng cái sức đề kháng của mình lên. Vậy nên nếu mà ngày hôm nay mình bỏ qua cái bước đầu tiên, có nghĩa là mình sẽ không đưa thức ăn vào trong cơ thể của mình trong một ngày, thì cái đường ruột của mình nó sẽ không có phải làm cái việc mà phân giải thức ăn. Mà cái việc phân giải thức ăn đó các anh chị, đặc biệt là cái thời ăn của thời buổi bây giờ, những ai mà hay ăn thịt này, hay uống nước ngọt này, uống rượu bia, thì nó sẽ phải cơ thể của mình gần như là dồn toàn bộ năng lượng để mà phân giải những cái thức ăn đó. Thì khi mà chúng ta, thứ nhất là mình không ăn những thức ăn đó, và cái thứ hai là chúng ta trong một ngày mình không có ăn gì cả, thì đường ruột của mình nó sẽ không có phải tốn nhiều năng lượng để mà nó phân giải thức ăn, mà nó sẽ tập trung, thứ nhất được có thời gian nghỉ ngơi, cái thứ hai là nó sẽ tập trung để mà nó đào thải những cái độc tố mà hàng ngày, đúng không? Có những lúc nó đang tính thải ra nhưng chúng ta ăn vào thì nó lại không có thải ra được, thì ngày hôm nay nó sẽ được lôi cổ hết ra bên ngoài, đúng không ạ? Đưa về hệ tiêu hóa và chúng ta bài tiết ra khỏi cơ thể của mình, thì nó sẽ giúp cho cơ thể của mình khỏe hơn. Và cái phương pháp này các anh chị, khi mà cơ thể của mình nó được đào thải ra thì những cái tế bào của mình nó cũng sẽ được đào thải độc tố tốt hơn này, và nó sẽ giúp cho mình được trẻ hóa tốt hơn, đặc biệt là đối với các chị em phụ nữ, thì Lý khuyên là các chị nên áp dụng cái phương pháp này. Như vậy vừa xong thì Lý mới chia sẻ sau hai cái lợi ích rất là tuyệt vời của cái phương pháp nhịn đói sinh ra này mang lại, mà mình vẫn áp dụng đều đặn mỗi tuần bên cạnh những cái phương pháp mà chăm sóc sức khỏe Lý vẫn thường xuyên chia sẻ với các anh chị. Thì đảm bảo là khi mà nghe đến đây thì các anh chị đã cảm thấy mình rất là lời rồi, đúng không ạ? Phương pháp này ai cũng thực hiện được mà cái kết quả của nó rất là tuyệt vời nhé. Các chị hãy thực hiện, các anh, các chị, và đặc biệt là các chị em mình muốn khỏe hơn này, mình muốn đẹp hơn, mình muốn trẻ lâu hơn, thì mọi người hãy áp dụng thêm cái phương pháp này mà Lý đã chia sẻ các anh chị nhé. Ai mà muốn biết cái cách làm cụ thể hơn để mà Lý chia sẻ kỹ hơn thì mọi người cứ comment cái câu hỏi hay là cái số điện thoại ở dưới cái video này, hoặc là gọi điện trực tiếp cho Lý qua số là 0967 937 564 để Lý hỗ trợ cho các anh chị trực tiếp nhé. Chúc cho các anh chị mà mình càng ngày càng khỏe này, và đặc biệt là các chị em phụ nữ của mình lúc nào cũng khỏe, lúc nào cũng đẹp, và mình càng ngày càng trẻ lâu hơn các chị nhé.